Vâng, cảm ơn quý khán giả đã giữ màn ảnh. Thì thưa anh Giao, trong cái bối cảnh tình hình ở tại Việt Nam như anh Lê Văn Minh vừa trình bày đó, là cái tình trạng đấu đá tranh giành ảnh hưởng để nắm những cái chức vụ quan trọng trong cái nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái thời gian sắp tới đây, thì cái sự hiện diện ở Du Chính Anh tới Việt Nam, ngoài cái sự chuyện làm thế nào làm hòa dịu cái sự mà căng thẳng giữa ngoại giao hai quốc gia Việt Trung, thì vấn đề liên quan đến vấn đề nhân sự, vấn đề ảnh hưởng của Trung Cộng trong cái bộ chính trị của Cộng sản Việt Nam, mà chúng ta biết là Trương Tấn Sang hoặc là Nguyễn Phú Trọng là những cái người mà đã được Trung Cộng chấm điểm vào cái thời điểm, vào cái cách đây mấy năm, và trong cái thời gian sắp tới đây, những cái nhân vật đó, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, kể cả Thiên Hùng. Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, thì hai ông kia thì chắc chắn sẽ không còn lại gì, còn lại Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng và một cái nhân vật mà hiện giờ bối cảnh đang đang còn nổi lên, tức là Phạm Thanh Nghị. không Phạm Thanh Nghị và một cái người nữa là Nguyễn Nguyễn Xuân Phúc. Xuân Phúc. Thì anh nghĩ rằng dù chính thế anh kỳ này qua có ảnh hưởng về vấn đề nhân sự Việt Nam hay không? Thế anh chắc chắn đó là để muốn giữ cái quỹ đạo ở Việt Nam, ở trong cái quỹ đạo đó thì cái người ở trong bộ chính trị đó phải là cái người thân Trung Cộng. Thành ra đó chắc chắn một trong những cái mục tiêu của mục đích của cái chuyến thăm này của Chu Chính Thanh là làm sao có thể ảnh hưởng tới cái thành phần nhân sự ở trong bộ chính trị. Tôi nói là trong bộ chính trị thôi, là tại vì là Trung Cộng không có thể với quá bộ chính trị, chỉ có làm được trong cái bộ chính trị thôi. Thì như Nguyễn Phú Trọng đó thì người ta nói là khi trong chuyến thăm này đó thì ông Chu Chính Thanh gặp ba người lãnh đạo cao nhất của Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì người ta nói là khi ông Nguyễn Phú Trọng đấy thì người ta đã nói là ông này là thân Trung Quốc ra mặt rồi thì khỏi phải nói. Thành ra nếu mà có qua đó thì chắc qua là chắc là động viên ông để ông ấy làm thêm thôi. Chứ còn ông Trương Tấn Sang thì thực ra đó cũng không hẳn là có vẻ là có thể Trung Cộng, nhưng mà cũng có khi đôi khi ông lên tiếng thì cũng có vẻ là muốn cải tổ. Còn ông Nguyễn Tiến Dũng đó, thì cái tuyên bố của ông ấy thì có vẻ rằng là làm cho Trung Cộng lo ngại hơn. Thì chắc chắn là về phía ông Nguyễn Tấn Dũng đó thì sẽ có cái áp lực hoặc là có những cái dụ dỗ như thế nào đó thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà có một cái điểm này đó mà là bây giờ đó thực sự đó cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là cái cơ quan mà nó sẽ Quyết quyết định định tất cả mọi chính sách của Việt Nam, nó thực sự có còn kiểm soát nổi cái Trung ương Đảng hay không. Chúng ta nên nhớ là trong cái lần mà bỏ phiếu để kết tội ông Nguyễn Nguyễn Tấn Tấn Dũng Dũng phải không ạ, kỳ đó thì bộ chính trị đã có cái quyết định trăm là phần trăm trăm là phần trăm. Thế nhưng mà khi ra đó nghị chưa. tội thì nói là có tội, mà khi ra để biểu quyết để xem có cái biện pháp kỷ luật gì không thì lại hoàn toàn thất bại. Cảnh Có cảnh cáo không có cái gì hết trơn, là tại vì là thì ở cái thời điểm chúng ta thấy rõ ràng là bộ chính trị đó, cái Trung ương Đảng ấy, nó nằm ra ngoài cái tầm tay của bộ chính trị, không có đoán được trước được cái phản ứng của Trung ương Đảng. Thành ra bây giờ đó ở Việt Nam nó không còn ở cái thời điểm mà những cấp lãnh đạo cao nhất như cái thời xưa khi mà còn Lê Duẩn hoặc là phải không ạ, là lúc đó đó là quyền hành nhiều lắm, Toàn vẹn ha. dọn nghĩa là gần như là toàn quyền hết. Bây giờ chúng ta không biết rằng là những cái người ở những cái bộ chính trị đó có còn kiểm soát được cái Trung ương Đảng như là thời xưa hay không. Có thể là có những người, đâu có ai biết được rằng là sau khi mà cái kỳ mà vote về ông Nguyễn Tấn Dũng đó phải không ạ, thì cái người mà vote mà không trừng phạt Nguyễn Tấn Dũng nó quá cao đi, thành ra ông ấy lại ngầm ngầm mà ngấm ngầm mà ông ấy nắm được những người ở trong cái chưa cái Trung ương Đảng như vậy. Thành ra sắp xếp nhân sự trong bộ chính trị đúng nó có cái thể nó là quyết định của chính sách, nhưng mà ở cái thời điểm này và nhất là sau cái thời gian sau này đó, có một số người ở các địa phương, các cái người trong quốc hội cũng đều là đảng viên các lớn cả, thì họ đã một số người họ lên tiếng, và tôi nghĩ rằng là chúng ta còn phải đợi xem rằng là ai ở trong sẽ vào trong bộ chính trị và cái mức kiểm soát của bộ chính trị đối với Trung ương Đảng như thế nào.
là tại vì bây giờ cái ảnh hưởng của cái người dân đó, tức là cái tiếng nói của người dân lúc sau này đó, tôi có cảm tưởng là nó cũng có ảnh hưởng tới một số các cấp lãnh đạo của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là các lãnh đạo ở địa phương hoặc là cấp mà nó không phải là cái cấp cao nhất nhưng mà nó có cái ảnh hưởng. Thành ra đó chúng ta còn phải chờ xem rằng là cái nhân sự thực ra nó là như thế nào và cái mức độ mà họ có thể kiểm soát được cái Trung ương Đảng như thế nào. Tất nhiên ông Du Chính Thanh thì trước mắt đó, thì ông ấy muốn rằng là một cái bộ chính trị mà thân Trung Quốc, cái đó chuyện đó là tất nhiên rồi thôi. Vâng, thì thưa hai anh, đúng như là ông Nguyễn Tấn Dũng đã nói là có vấn đề mà kiện Trung Cộng ra trước tòa án luật biển của Liên Hợp Quốc á, thì nó do sự quyết định của Bộ Chính trị. Và nếu mà cái Bộ Chính trị đó mà đa số là không thân Trung Cộng đó, thì cái quyết định có lẽ nó sẽ tới ngay là sau cái đại hội thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chính vì trong cái bối cảnh mà cái hội nghị toàn đảng 2012 và vấn đề hội nghị lần thứ 10 ở cho cái vấn đề sắp xếp nhân sự mà chúng ta thấy là có một sự đàn áp gia tăng trong cái thời gian vừa qua. Chỉ trong vòng từ ngày 29 tháng 11 cho đến ngày 27 tháng 12, tức là trong vòng chỉ một tháng, thì ba cái blogger nổi tiếng đã bị bắt. Là ngày 29 tháng 11 đó, thì giáo sư Hồng Lê Thọ bị bắt. Rồi đến ngày 6 tháng 12 á, thì nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt. Rồi tới ngày 27 tháng 12 á, thì nhà văn Nguyễn Đình Ngọc bị bắt. Và như là ông Phùng Quang Thanh cũng như là Lê Đại Quang đã nói rằng là phải làm thế nào kiểm soát cái vấn đề về Internet để ngăn chặn cái sự mà bôi nhỏ, bôi bẩn các lãnh đạo, làm phân hóa nội bộ của Đảng Cộng sản. Thì thưa anh, phải chăng cái chuyện mà bắt ba cái blogger nổi tiếng đó nó chuẩn bị cho cái vấn đề Đại hội Đảng 2012 không? Thưa anh Minh. Nhưng, thì bởi vì thật sự thì ngoài cái những đó là phá bệnh chứ không phải là gì, vì mà bắt mấy ông này để mà nói chuyện cho cái Đại hội 12. Thấy không? Nhưng mà mình thấy rõ rằng là phá bệnh nha. Là bởi vì bắt lúc này là tất nhiên là cái uy tín của mà cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với quốc tế là xuống rất là thấp. Mà xuống thấp thì đương nhiên là nói ai là Nguyễn Tấn Dũng. Thấy rõ không? Thì đó do đó mà cái chuyện này đó là muốn hạ uy tín lẫn nhau là ngại nhất là để cái Việt Nam được vô cái Hiệp hội Thương trường Thái Bình Dương. Thì những điểm này chúng ta thấy những đoàn mà chơi với nhau. Nhưng mà cái chỗ nãy giống như anh Giao có nói đó, là giờ hiện tại giờ trong cái đại hội tới này là chính trị bộ như thế nào, thì chúng ta thấy rõ rằng là cái phe Nguyễn Tấn Dũng thì mé bên ban chấp hành trung ương là mạnh, đủ mạnh. Nhưng mà bên chính bộ còn yếu. Nếu mạnh tại sao được chứng minh là nó vẫn đủ mạnh? Mạnh là bởi vì lúc nhớ khi mà để mà bầu lại thành phần giữ bổ túc đó, hai thành viên chính trị bộ vô trong chính trị bộ đó ha, thì lúc đó thường thường nhớ là cái ông tổng bí thư từ cái trước, từ cái Đảng Cộng sản giờ là cái ông mà tổng bí thư mà đưa cái người nào ra để đề nghị vào đó là đương nhiên gần như ban chấp hành trung ương thực quá hợp thức quá hơn là nói bỏ phiếu để cho vui chơi thôi. Nhưng mà cái kỳ này đó rồi Nguyễn Tấn Dũng chẳng những tự tin quá là trong thời gian đó là không thèm có mặt đó nữa, đi công du ở ngoài để đàn em làm thôi. Thế nên thấy rất rõ không? Được chứ Nguyễn Tấn Dũng tự tin cái chuyện đàn em làm được, không cần có mặt mình đó để mình điều động nữa, đi chơi. Thì trong khi mà kêu Nguyễn Phú Trọng đưa danh sách ra hai người để đưa điều đó, thì lại ban chấp hành trung ương đó đại hội giờ tôi cũng xin đề nghị hai người, thấy không? Là Nguyễn Thiện Nhân với bà Tuyến, phải không? Nguyễn Tiến. À, Nguyễn Tiến là ở Bến Tre. Thì là hai đó đều đắc cử. Mà cái con gà mà tí như ông Nguyễn Bá Thành, thì Nguyễn Bá Thành tôi nghĩ là dựa vào Nguyễn Phú Trọng là có thể mình được, rốt cuộc không được gì hết. Rồi tới lên đó mình không hiểu gì thế nào, giờ bệnh lại đi nằm chữa bệnh bên đây. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy rõ là trong cái nội bộ của đảng Cộng sản Việt Nam là đường cứu chơi nhau. Nhưng mà chắc chắn rằng trong cái kỳ hội đại hội tới đây nè,
thì phe Tân Nguyễn Tân Dũng tôi nghĩ cũng thắng, mà có thể cái thành phần viên trong chính trị bộ sẽ thay đổi nhiều, rồi có thể nó đưa cái cục diện mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải đi trên cái chiều hướng thuận lợi với quốc tế ngày hôm nay muốn mong muốn. Chứ còn nếu mà vẫn phe và thân Trung Cộng thì Việt Nam cũng vẫn phải tiền miên và lệ thuộc vào Trung Cộng mà thôi. Vâng, thì thưa quý thính giả, chúng ta thấy là cái bối cảnh của Việt Nam vào cái năm 2015 này nó sẽ có những cái biến chuyển qua cái đại hội Trung ương lần thứ 10 để sắp xếp nhân sự. Và khi mà sự sắp xếp nhân sự xảy ra thì chúng ta thấy là trước khi sắp xếp nhân sự hiện giờ đang có những cái đấu đá rất là nặng nề. Nguyễn Bá Thanh là theo những cái dư luận ở bên ngoài đã cho biết là Nguyễn Bá Thanh đã bị đầu độc, và bây giờ ngày mai Nguyễn Bá Thanh trở về lại Việt Nam để chờ chết. Thì tất cả những đấu đá đó đã đang diễn ra ở trong cái bối cảnh chính hậu trường chính trị của Cộng sản Việt Nam, và nó ảnh hưởng đến rất nhiều cái tương lai của đất nước. Thì thời gian sắp tới đây thì thưa quý khán thính giả, anh em chúng tôi nhân cái dịp đầu năm, trước hết là xin gửi lời chúc Tết đến toàn thể quý khán thính giả và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và vững bước trên con đường tranh đấu làm thế nào đất nước Việt Nam chúng ta vào cái thời điểm 2015-2016 này sẽ có những cái biến chuyển để đưa đất nước ra khỏi cái sự cai trị độc tài đảng trị. Và xin mời anh Minh gửi lời chúc Tết đến quý vị. Nhân dịp đầu năm 2015 cũng như là chúng ta sắp tới cái dương lịch, hình như còn khoảng 1 tháng mấy, 2 tháng nữa, thì thôi giờ chúng ta chỉ Tết dương lịch. Và thật sự nguyên năm nay đó ảnh hưởng cái cuộc sống của tất cả mọi người, nhất là cái mùa đông, cái thành phần mà lớn tuổi như tôi, anh Giao chứ còn đây cũng là còn thành phần trẻ, phải không anh Giao, phải không? Thì rất ảnh hưởng thời tiết. Thì chúc tất cả quý khán giả của tôi là sẽ sức khỏe dồi dào, và nếu thành phần trẻ các cháu thì sẽ làm ăn phát đạt, và các cháu còn đi học thì sẽ học hành giỏi giang để mà thấy đạt được cái lý tưởng mà mình mong muốn, và với những người tranh đấu thì sẽ đạt được cái mục tiêu chúng ta tranh đấu, và hy vọng rằng cái cuộc tranh đấu đó sẽ đưa đến thành công để đất nước Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ và nhân quyền một ngày gần đây. Và kính chúc quý khán thính giả một năm an khang và thịnh vượng. Xin mời anh Giang. Nhân dịp đầu năm dương lịch thì tôi cũng xin chính thức kính chúc quý khán thính giả và toàn thể gia quyến một năm mới đầy sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Chúng tôi cũng mong mỏi rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đồng tâm hiệp lực để mà ủng hộ cho cái yểm trợ cho cái phong trào đấu tranh ở trong nước mau thành công, để đất nước Việt Nam thoát khỏi cái độc tài và thoát khỏi cái nỗi lo sợ là ngoại xâm. Một lần nữa xin kính chúc quý khán giả. Vâng, thì thưa quý khán giả, hôm nay cũng là ngày đầu năm. Ba anh em chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua 4 năm cũng đã cùng nhau để mà tham dự trong cái chương trình làm thế nào đưa tới những cái nhận định và đưa tới những cái nhìn về cái tình hình đất nước cũng như tình hình trên khắp thế giới. Và trong cái thời gian sắp tới đây thì Đài sẽ có những cái chương trình sắp xếp trở lại, và chúng tôi tạm thời sẽ nghỉ một thời gian, có thể trong vòng vài tháng, để cho Đài sắp xếp cũng như là bản thân của mỗi anh em sẽ phải cần nghỉ ngơi một thời gian, bởi vì anh em cũng đã làm việc này khá dài, từ cái thời gian mà trước đây trên Đài Tiếng Nước Tôi ở tại Houston 4 năm và qua đài này cũng là 4 năm, thì chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng tôi cũng cần nghỉ một thời gian để sắp xếp trở lại. Thì nhà chúng tôi nhân cái ngày hôm nay coi như gửi lời tạm biệt tới khán thính giả trong cái chương trình ngày hôm nay, và hẹn khi nào có những cái điều kiện khác thì anh em chúng tôi nếu có điều kiện thì sẽ trở lại. Xin anh Minh, anh Giao cũng gửi lời tạm biệt. Xin tạm kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin tạm biệt quý khán giả.